nghĩ hoài biết sao mà để được uống với vậy. Một tấm lâm Phạm Ngũ Lão thông ra hẻm 40 Bùi Viện. Không thấy xe chạy. Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn tối hôm nay ngày 3 tháng 10 năm 2022. Trước mặt anh chị và các bạn đó là ngã tư đường Đề Thám với lại đường Cô Bắc. Bên cánh trái chúng ta đó là con đường Cô Bắc đi thẳng về hướng Quỳnh Quang Tiên cũng như là Nguyễn Khắc Nhu. Nguyễn Khắc Nhu ngày nay. Bên đây là khu chợ rau ngày xưa nè. Và ngày nay thì chúng ta thấy phố xá Cô Bắc Đề Thám rất là nhộn nhịp ha. Bên đây khách sạn 123 vẫn còn khách sạn Sơn Tùng ngày xưa. Giờ cũng còn là tên Sơn Tùng nữa. Và cái hình ảnh này các anh chị nếu mà chúng ta có ở khu xóm Đề Thám thì muốn về ở khách sạn thì chúng ta có cái hình ảnh để tham khảo ha. Tối nay thì mời anh chị và các bạn chúng ta sẽ tản bộ đi dạo lòng vòng trong các con đường, đặc biệt là các khu xóm khi mà màn đêm buông xuống thì có rất nhiều những gian hàng, rất nhiều những người ta bán buổi tối, bán ven đường, bán trong xóm hẻm, và bên cạnh đó thì cũng có những quán ăn, cũng rất là lớn. Như đây em thấy có quán bún thịt nướng Kiều Bảo, hệ thống này cũng khá lớn, cũng có nhiều chi nhánh, cũng khách rất là đông. Đây mà hay có chị Tây mua nước ép nhưng mà không có rành tiếng Việt á, không biết cái chữ cam ép là nó là cái món gì nên xài cái app Google dịch thông qua hình ảnh đó. Nó đúng quá trình là được rồi. Nếu mấy cái quán ăn nhiều khi sống ở đâu quen đó ha, đi qua nước khác thì nhiều khi không có rành văn hóa, rành cái nếp sống ở nước ngoài, nên đôi lúc cũng hơi bỡ ngỡ. Nhưng mà theo em thấy thì nếu mà châu Á đi qua châu Âu thì dễ thích nghi hơn, còn ở châu Âu đi về châu Á thì hơi khó hơn. Tối nay thì mời anh chị chúng ta đi vô cái hẻm 100 Trần Hưng Đạo, rồi chúng ta sẽ thông ra hẻm bên kia là hẻm 84 Bùi Viện để vòng vòng vô các khu xóm, những con hẻm từ lớn tới nhỏ để em thấy cuộc sống của người dân thì như thế nào. Ở hẻm 100 Trần Hưng Đạo thì hẻm rất là lớn, hẻm rất là rộng và nhà cao cửa rộng, có khách sạn rồi luôn. Còn hẻm 84 Bùi Viện thì hẻm rất là nhỏ và rất là đông. Ở đó thì gần với khu phố Tây, nên bán đủ loại hàng hóa. đó. Và hãy có nhóm du khách Nga. Bên kia có nhà hàng vua chả cá vàng vàng nè, lớn kìa, 139.000 một suất. Nhà hàng vua chả cá nằm ở chung cư 62 Trần Hưng Đạo. Chung cư này có rất là lâu rồi, chung cư có 2 tầng, một trệt, 2 lầu với một mái tôn ngay góc đường Trần Hưng Đạo với lại Đề Thám. Bên kia là rạp Nguyễn Văn Hảo ngày xưa, và nay là rạp Nhân Dân. Đối diện thì ngày xưa có lò bánh mì Vạn Kim, ngày nay là cái cửa hàng Cô Bắc Food. Kế quán xích lô nè. Bây giờ mình sẽ qua Trần Hưng Đạo ha, qua hẻm 100 Trần Hưng Đạo trước ha. Nhà hàng vua chả cá đông ghê chưa. Hệ thống này cũng rất là lớn. Chả cá thôi mà đông dữ. Khi mà đi ăn ở đây thì mình tốt nhất đi bằng taxi hoặc là đi Grab ha. Xe nhà thì phải có người có tài xế, chứ thôi là Trần Hưng Đạo không có cho đậu xe đó. Không có được đậu xe khi mà không có tài xế. Nên ta thấy xe nào cũng có tài xế ngồi đây. Còn đây là một dãy trước dịch nó bị cháy đó. Mới sửa lại đen đen, sơn màu đen đen, không biết chuẩn bị hệ thống gì nè. M&M House. Có chữ M&M House là cái gì ta? Product House. Công ty sản xuất nhà. Ta đi ngang quán nhậu khá là đông. Buổi tối còn đông hơn nữa. Ok, đến là công ty Phương Trang ha. Hãng xe đi về các tỉnh. Rất là lớn. Rất là nhiều căn ở trên mặt tiền Trần Hưng Đạo này. Rồi tới đây là hẻm 100 nè. Hẻm này có một cái chú chuyên làm chìa khóa, đặc biệt là chìa khóa két sắt. Chú làm rất là nhiệt tình ha. Mỗi khi cái két sắt nó bị hư đó thì hay kêu chú, mà lâu quá không có gặp chú. Hẻm 100 thì cũng nhiều cái căn hộ cho thuê. Đây 100/2A2 ở Bắc Minh. Hẻm rất là lớn ha. Bên đây nữa nè, Mi Hotel. Khách sạn đây nó gần với phố Tây nên rất là dễ cho thuê ha. Ở đây có cái hẻm để thông ra Bùi Viện. Hồi nãy em nói chú làm két sắt đó, em hay kêu làm két sắt cho công ty ha. đính chính lại để nhiều khi bị hiểu lầm em đã không có két sắt. Đây mình ra hẻm 57 Bùi Viện rồi, ông đi tới đây là nghe âm thanh ầm đùng rồi đó. Ở trong đây người ta tận dụng làm cái bãi giữ xe. Chỗ nào rộng thì làm chỗ đậu xe cho những người đi chơi. Đó, qua kia là hẻm 84 Bùi Viện. Đó, khu này rất là quen thuộc với anh Thơ nữa. Anh Thơ chị Lê, mấy anh chị có khỏe không? Gặp bạn Tây hồi nãy nè, đó, chị là mua nãy giờ chưa mua được món ăn nào hết. Ở trong xóm hẻm này thì rất là nhỏ, hồi nữa mình sẽ tìm đường thông ra ngoài Đề Thám ha. Ở đây là hẻm 84. Có những ngôi nhà rất là nhỏ và người ta tận dụng làm cái chỗ bán đồ ăn. Bề ngang có nhà bề ngang khoảng chừng 1m 2m à. Đây là hẻm 199 Đề Thám. Bên đây này có hẻm gì nữa nè. Đây là hẻm số mấy này, 217. Rồi, ra đây là hẻm 27 nè. Rồi, lên hẻm nhỏ xíu à. Đi bộ vô không được. Hẻm vừa đủ để một chiếc xe thôi. Rồi, ta ra đây là chỗ phường Ủy ban phường Phạm Ngũ Lão. Đầu hẻm có quán sinh tố, rồi các shop quần áo. Đây là mặt đường Đề Thám. Đây có hẻm 229 nè. Hẻm 229 này không biết có thông ra ngoài Phạm Ngũ Lão hay không ha. Để em xem thử bản đồ, nếu không là mình đi thử. Không thấy xe chạy. Ở trong đây cũng có hotel nữa, The Joy Hotel, nhà trọ nhỏ nhỏ. Trong đây đúng là bản đồ không có hiện luôn á. Ô, hết đường rồi. Ô, này quá nhỏ luôn. Rồi chúng ta quay trở ra thôi. Có nhiều anh chị thắc mắc là ở hẻm nhỏ như vậy thì đi cái taxi thì sao? Thì đi bộ ra đầu hẻm thôi chứ biết sao giờ. Rồi, có nhiều anh chị, cô chú anh chị nói hẻm nhỏ vậy thì nguy hiểm ha. Rồi xảy ra quả quạng thì sao? Nhưng mà biết phải làm sao. Tuy là nhỏ thì nhỏ nhưng mà giá trị rất là cao. Nhưng lại người ta cũng buôn bán ở đây quen rồi đó. Cuộc sống người ta ở đây biết bao nhiêu năm mà. Giờ ở nơi khác thì cái sinh hoạt nó khác đó. Nên thật ra khó làm ăn. Chịu vậy mà có thu nhập mỗi ngày. Đó, như đây có cái hẻm nhỏ xíu luôn nè. Hẻm này là hẻm cùng á. Bề ngang khoảng chừng 8 tấc thôi, không được 1 mét luôn á. Rồi mình vòng qua cái hẻm bên đây nữa nè, hẻm bên Phạm Ngũ Lão ha. Đây có quán cà phê Highland. Ở phía dưới và ở trên là khách sạn La Petite. Quán Highland thì ngồi cũng rất là thoải mái. Ở hải ngoại, các nước Hoa Kỳ thì có Starbucks. Ở Việt Nam thì có Highland. Dạo gần đây thì có thêm Phin Deli. Phin Deli thì ngồi cũng ổn. Thì giá bình quân khoảng 30.000, 30-40.000 một ly. Cà phê đá, cà phê sữa đó. Còn mấy món linh tinh khác thì tùy ha, 7-80, như là trà sữa, trà đào đồ đó. Có anh chị hỏi thuê xe máy ở Sài Gòn thì bao nhiêu? Thì tùy loại xe khoảng 100, 150, 200.000 một ngày. Thuê ở đâu thì bây giờ có cái app á, thuê app thuê xe. Còn không thì mình ra khu phố Tây Phạm Ngũ Lão nè, rất là nhiều nè. Điểm bán cho thuê rồi đủ thứ hết trơn á. Đây có quán nước ép trái cây. Hẻm này là hẻm 185 Phạm Ngũ Lão, thông ra hẻm 40 Bùi Viện. Có những con hẻm người ta làm ăn rất là được ha, rất là nhộn nhịp. Hẻm này thì rất là đẹp rồi, nó lớn gấp 4 lần hẻm lúc nãy mình đi vô lòng vòng ở trong chỗ Đề Thám lúc nãy. Này có cái shop đồ lưu niệm. Cả đây là hẻm 40 Bùi Viện nè. Đa số những con hẻm ở trung tâm này thì nó rất là nhiều những cửa hàng quán ăn rất là dễ bán ha, khách sạn rồi phòng trọ cho thuê đồ rất là nhiều luôn. Hỏi chúng ta ra này Bùi Viện nữa nè. Hồi xưa thì còn có chợ đêm Sài Gòn, bây giờ thì chỉ còn có phố Tây. Phố Tây là tương đối nhộn nhịp, nhiều hàng quán, nhiều tụ điểm. Ok, yeah. Đây là hẻm 28 Bùi Viện. Dạ. Hả? Không, dạ rồi. Anh hỏi đi massage không? Massage đỡ buồn không? Rồi chúng ta qua đường nha. Chỗ này là cà phê Phin Deli này. Một cái thành viên của tập đoàn Novaland. Sushi. Rồi video clip ngày hôm nay lòng vòng phố Tây, những con hẻm Trần Đạo, Đề Thám chia sẻ cùng anh chị và các bạn. Hy vọng thông qua những hình ảnh này thì mình thấy được cuộc sống ở Sài Gòn nó như thế nào, khi mà nghe nói đến những con hẻm ở phố Tây Bùi Viện thì mình hình dung nó ra sao ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị và các bạn đã cùng với M&M TV đi dạo lòng vòng Sài Gòn nhân cái chuyến đi bộ buổi tối. Mấy bữa thì đi xe máy, rồi đi xe đạp, ngày nay đi bộ cho nó ngộ. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.